Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay jack sạc cho cái loa hát karaoke Bluetooth. Nó dùng cổng micro USB. Cái hiện tượng của nó là khách báo sạc không vào, mặc dù mình bật nút power on đó cũng có đèn báo led. Bluetooth mode. Tháo phía sau ra nha. Như ở đây mình thấy một cấu trúc bên trong loa hát karaoke Bluetooth này, đó là hai cái loa chính ha. Rồi cái loa bên hông đó là loa giả ha. No battery, please charge. Phía dưới này nó sẽ dùng một cái cell pin 18650. Power off. Đó, nó báo tắt nguồn. Mình cắm jack sạc vô á, ở đây thì nó sẽ không báo sạc. Thì ở đây nó không báo đèn sạc, báo sạc nha, nó không có sạc được. Cấu trúc cái bo này á, có một cái con IC thu phát Bluetooth, xử lý âm thanh. Ở đây bấm một cái màn hình LCD nhỏ, một cái khe cắm thẻ nhớ micro SD. Mình lấy cái đồng hồ VOM á, mình sẽ đo hai cái chân, chân 1 và chân số 5, tại vì cái này nó dùng cái cổng sạc micro USB á. Thì mình đo thử coi nó có ra điện áp chỗ này không ha. Nếu trường hợp nó có thì mình kiểm tra tiếp theo là cái con IC sạc 5 chân. Còn mình đo từ cái ngõ sạc ra cái cổng micro USB này có cái điện áp 5V hay không. Mình chỉnh thang đo DC. Mình tiến hành mình đo hai chân bìa. Ở đây không có ra điện áp. Là điện áp 0V ha. Như vậy á, mình kiểm tra thêm cái chân số 1, số 5 á có bị chạm hay không. Trong những trường hợp á, nó chạm con tụ hoặc trên IC sạc này á, thì cái chân số 5 này nó sẽ kéo xuống map ra làm bị mất áp 5V. Ở đây mình đo thông mạch. Đây mình kiểm tra cái chân 1, chân 5 có bị chạm hay không. Rồi nó không tích ha. Trường hợp nó kêu tích đó là chạm chân 1, chân 5. Còn ở đây mình đo là nó không kêu, chứng tỏ là chân 1, chân 5 không bị chạm. Như vậy là cái jack sạc này á, nó bị hư ha. Mình tiến hành mình thay thế. Tùy nó mất điện áp 5V từ cục sạc đưa vô cái chân sạc này. Mà khác á, cái chân số 1, số 5 á, là cái chân vi sạc á, nó không bị chạm nhau. Thì tất nhiên là nó bị hư là do cái jack sạc này ha. Trước khi đó các bạn kiểm tra mấy cái đầu tiếp xúc á, cách sạc này nó có ok hay không ha, nó có bị dơ hay không. Ở đây á, thì mình cắm vô cái điện thoại á, thì nó sẽ báo ok là nó mới đang sạc á, là chứng tỏ là cái cáp này cáp tốt nha. Rồi để mà thay thế cái jack sạc này á, mình sẽ dùng cái máy khò. Khò ngược nha. Tại vì các bạn nhìn thấy không? Ở trên bố trí nè, đây là con led sạc nè. Mình nếu mà mình khò trực tiếp á, nó ảnh hưởng đến led, mất công phải che chắn lại. Cái bo này bo cũng khá mỏng ha. Thì ở đây, phần phía dưới này á, nó không có linh kiện, thì mình tiến hành mình khò ngược. Mình sẽ lấy được cái jack sạc này ra.
cái phần nắp chụp của nút power nó thì mình gỡ ra luôn ha, không tôi mình khò trong quá trình khò nó quéo lại. Các bạn cho mình một ít mỡ hàng ở đây vô cái chân sạc của nó ha. Mình bắt đầu mình tiến hành mình lấy cái giác sạc này ra và mình thay cái giác sạc mới vô. Ở đây mình lấy ra một cái máy giác sạc mới. Trước khi mình tiến hành mình làm á, các bạn nhớ tắt nút nguồn ha. Đồng thời mình gỡ cái chân pin này ra. Đây là cái nguồn cấp cho cái mạch này. Nó dùng pin Li-ion 18650 ha. Khi mình đã tháo cái tách rời cái nguồn này ra á, mấy cái giắc này á, mình có thể tách luôn hoặc là mình để nguyên. Ở đây mình thấy nè, đây là một cái dây anten ha. Các bạn lười thì các bạn có thể để nguyên cái là về các bạn thao tác, vì ở phía dưới này á, nó không có linh kiện. Còn mình không muốn á, thì mình tháo ra cho nó thuận tiện ha. Mình thấy ký hiệu trên bo mạch á, bên loa nó sẽ có hai dây, một cái giắc này, giắc xanh và giắc trắng ha. Ở đây cái loa bên tay phải của mình á, nó sẽ có hai giắc, thứ nhất giắc trắng, mình tháo ra luôn ha. Đây mình nói số 1 đi, số 1 là trắng nha, còn số 2 này nè là xanh ha. Đánh dấu mà cho nó dễ nhớ ha, hoặc là các bạn có thể đấu bất kỳ cũng được, tại vì hai cái kênh trái kênh phải nó giống nhau, mình có thể mình đảo chiều cũng được. Đây nè, đây là một cái dây bên loa phải, mình tháo ra luôn. Đây bên phải, còn cái kế bên của nó là dây bên trái ha, tháo ra luôn. Còn lại là cái dây anten ha. Các bạn lưu ý cái trường hợp mà thu phát bluetooth không được á, tránh làm đứt cái dây này nha, nếu mà đứt rồi mình phải câu lại. Rồi mình tiến hành mình thay cái chân sạc này. Cái vật để mình kê lên, rồi mình tiến hành mình khò phía dưới lên nha. Các bạn chỉnh cái máy khò nhiệt độ với gió phù hợp rồi mình tiến hành mình làm. Mình thấy chân chì á, mà nó chảy á, cái bằng đá chân nhẹ nó lỏng không, chùm nó còn cứng quá, tuyệt đối mình không được ấy nha, mình tiếp tục mình khò ha. Còn cái chân chì mà nó đã lỏng rồi á thì mình lấy mình gấp lên đó, mình cứ đảo tay liên tục, mình khò từ từ ha. Khi mình thấy cái chì nó chảy ra mình lấy cái này mình nhấc lên. Rồi đây là cái giắc sạc cũ của nó ha, mình tiến hành mình thay thế giắc sạc mới ha. Đây vị trí trên bo, chân sạc mới vẫn còn nguyên vẹn, 5 chân. Rồi nhiệm vụ của mình đó là lấy một cái giắc sạc mới mình thay vô là xong. Mình làm cái thao tác tương tự như vậy. Nếu mà trên đây á chì của nó bị hụt á, mình lấy cái mỏ hàng với dây chì á, mình đắp lên một lớp. Mình dùng mỏ hàng á, mình rà ở đây ha. Còn trường hợp á mà các bạn thấy
cái chân này nó đã ok rồi, nó đã nhô lên rồi thì mình không cần phải đắp ha, tại vì chân này nó sát nhau á, mình đắp nhiều quá nó sẽ chạm chân nhau. Ở đây là mình thấy cái chân này ok ha, không cần phải đắp. Giờ mình chỉ có việc lấy cái chân sạc mới mình đóng vô thôi, vào xong. Một cái vấn đề quan trọng nữa là các bạn quan sát cho mình á, bốn cái chân định vị ha, bốn chân mát bên ngoài á, nó hay rất hay bị chóc, chóc mạch nó làm dở làm đứt cái chân trên bo nè. Nên ở đây á mình sẽ thấy cái này bị khuyết á, mình dùng cái mẫu hàng và dây chì á, mình đắp lên cho cái chân sạc mới mình lắp vô á, nó chắc chắn. Mình chỉ đắp chân mát thôi nha, tại vì cái chân mát á nó thiếu chì, bốn chân mát phía dưới. Nếu mà các bạn thấy nó thiếu nhiều quá, mình sẽ lấy chì với cái mỏ hàng á, mình rà cho nó bám chì một cái chỗ này ha, nhất là mấy cái chân mát bên ngoài. Sau này á mình đóng cái chân mới vô nó sẽ được chắc chắn hơn. Rồi mình quan sát trên đây á, nó sẽ có hai cái lỗ định vị cái chân sạc, thì mình chỉ cần lấy cái chân sạc mới mình đã vô đúng vị trí là ok. Trước cái đó thì mình sẽ dùng một ít mỡ hàng mình rà trên đây ha, mỡ hàng ngoài thông. Tí nữa các bạn kho nóng á là cái chân nó tự động nó bám vào, mình không cần phải làm gì hết á, rất dễ. Đây như đây mình kẹp, mình để ở đây đúng cái lỗ của hai chân của nó nè, hai chân định vị á. Rồi mình tiến hành mình khò là xong. Cho nó nóng á là chân chì nó sẽ tự bám lên ha. Đó các bạn nghe, nhìn nó như nhô. Rồi tí mình đá chân chút xíu là xong rồi. Đó, vậy là ok ha. Đó, mình nhấn xuống nè. Mình cho nó nguội một xíu là mình lấy ra vệ sinh. Cái chân này nè, nó bám chì ha, nó không bị lem chì ở đây. Ở đây mình lấy sàn rửa bo với bàn chải mình cho chà vệ sinh là sử dụng được. Còn không á mình dùng một ít bông gòn cũng được ha. Rồi mình chấm xăng mình vệ sinh thôi. Với phần mà nhựa thông hay mở hàng á, mình chà sạch lại. Rồi như vậy đã xong nha. Các chân chì nó thẳng hàng nhau, đồng thời á nó không bị chạm chân là ổn. Rồi tiến hành mình ráp cục pin vô và mình cắm chân sạc thôi, nó báo như báo sạc hay không ha. Đó như ở đây á, mình sẽ lấy cái cáp sạc á, cổng micro USB mình cắm thử thôi, nó có báo đèn sạc ra không ha. Đây nó có đèn đỏ nè, là ok ha. Rồi mình đo cái điện áp chân 1, chân 5 coi nó có hay không ha.
Đó, điện áp mình đo được là 4,8V là ok. Như vậy là có điện áp ngay ra sau chân sạc. Vậy là mạch sạc này mình đã thay cái giắc sạc thành công ha. Rồi mình tiến hành mình gắn ráp máy lại rồi xong. Lúc nãy á mình đánh dấu các chân. Cái loa bên phải của mình á nó có sẵn có 2 dây. Đây. Số 1 là dây trắng ha. Rồi, số 2 là dây xanh. Tiếp theo, cái loa bên tay trái của mình á, nó cũng sẽ có 2 dây, dây trắng và dây xanh ha. Nó chính xác hơn là cái connector, cái kết nối á. Cái phần chống còn lại thì mình ráp vô thôi, rất dễ. Hai bên trái bên phải. Rồi, cái socket cuối cùng á, đó là chính là cái socket pin. Cái dây này dây anten ha. Mình chỉ cần cột dây cho gọn lại hoặc ráp trong đó thôi. Rồi, nhưng mà là ok. Mình bỏ vô cái khe cắm bo mạch. Bật nút nguồn. Đây. Bluetooth mode. Và mình cắm chân sạc vô. Có đèn ha. Như vậy á, là trong video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách thay giắc sạc cho cái loa karaoke di động. Cái chân sạc này mua bên ngoài á, cái giá khoảng 5.000 nữa ha. Nhiều bạn mà kỹ thuật mà thợ vọc á, không biết cách thay hoặc là muốn sửa chữa thì cứ liên hệ mình sẽ hướng dẫn kỹ thuật hoặc là mình sẽ tận tay thay cho các bạn. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.